Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Coin 68 TV. Vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, Sibo đã có buổi ra mắt token CBT rất thành công. Token CBT đã đạt ATH ở mức 3.6 và hiện tại đang duy trì cánh mức 0.28. Với giá token hiện tại thì các scholar của tựa game Sibo này hiện đang có thể kiếm được trung bình một tháng khoảng từ 4 đến 5 triệu với chỉ 1 đến 2 giờ chơi mỗi ngày. Trong video lần trước, Coin 68 TV đã giới thiệu qua cách chơi game cũng như một số mẹo cơ bản trong game. Video lần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn new buy mẹo cộng điểm kỹ năng sao cho tối ưu nhất nhé. Như trong video phần 1 mình đã đề cập, mỗi khi lên level, bạn sẽ có thể cộng 1 điểm vào một trong 6 kỹ năng Sideblock của mình. Đây là một trong những tính năng khiến người chơi đau đầu nhất giai đoạn đầu game, vì nếu cộng sai sẽ có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến tỷ lệ thắng thua. Nhất là khi hiện tại, cách duy nhất để có thể cộng lại điểm như cũ đó là chơi từ level 1, mà nếu làm như thế thì phần thưởng của bạn sẽ rất là ít. Hiện tại, có 3 cách cộng điểm chính để sử dụng rộng rãi. Cách thứ nhất, đó là cộng hết vào một skill. Cách thứ hai, đó là chia ra 2 skill có chỉ số mạnh nhất để cộng. Và cách thứ ba, đó là chia đều 3 skill để cộng điểm. Cũng có những bạn chia đều điểm để cộng đều tất cả các skill. Tuy nhiên, nếu cộng như thế thì tỷ lệ thắng của bạn sẽ chỉ càng ngày càng giảm. Vì vậy, mình sẽ không đề cập vào cách này. Với cách thứ nhất, đó là cộng hết điểm vào một kỹ năng, bạn sẽ có được tổng cộng 3 kỹ năng có điểm số vượt trội hơn hoàn toàn so với đối thủ cùng level. Ưu điểm của cách này, đó là đảm bảo được rằng bạn sẽ có ưu thế trong các sự kiện solo, từ đó đảm bảo được tỷ lệ thắng thua của mình không quá thấp, duy trì ở mức 40-50% đổ lên. Tuy nhiên, vì sẽ chỉ có 3 trên 6 kỹ năng cao hơn so với đối thủ, các kỹ năng khác sẽ có chỉ số cực kỳ thấp. Bạn sẽ gặp bất lợi nếu sự kiện solo đó chọn 2 kỹ năng để solo hoặc các sự kiện tandem, nghĩa là 2 đấu 2. Cách cộng điểm này rất phù hợp với những đội hình yếu, ví dụ như là 3 đồng Trade Common, khi đối đầu với các đội hình mạnh hơn, vì nó có thể san bằng một phần ưu thế của đối thủ, từ đó bạn có thể kéo về hòa để đá penalty, hoặc nếu may mắn hơn thì bạn hoàn toàn có thể chiến thắng dễ dàng. Cách thứ hai, đó là chia ra 2 skill mạnh nhất để cộng đều, sẽ là cách giúp bạn có tỷ lệ thắng cao nhất nếu bạn sở hữu một đội hình tầm trung. Cách cộng điểm này sẽ tối ưu nhất nếu bạn chọn được 3 side block có 2 chỉ số mạnh nhất khác nhau. Cộng với việc kết hợp trade của các side block thì tỷ lệ thắng của bạn có thể duy trì ở mức 60% trở lên nếu bạn biết cách sử dụng bài hiệu quả. Việc cộng 2 kỹ năng sẽ giúp bạn có đủ 6 trên 6 kỹ năng được cộng điểm. Vì thế, bạn sẽ có lợi thế rất lớn trong các sự kiện tandem 2v2. Nếu chơi đủ lâu, các bạn sẽ có thể thấy các sự kiện tandem diễn ra nhiều hơn so với các sự kiện solo. Nên việc cộng đủ 6 kỹ năng sẽ tăng phần thắng của bạn hơn nhiều so với cách cộng điểm 3 kỹ năng. Cách cuối cùng đó chính là chia đều, cộng điểm mỗi side block 3 kỹ năng. Cách này chỉ áp dụng với đội hình từ Platinum trở lên và cũng chỉ nên áp dụng đến một mức level nhất định. Sau đó phải chuyển qua cách thứ hai hoặc cách đầu nếu bạn không muốn thua các team khác quá nhiều. Ưu điểm của cách này đó là bạn sẽ có ưu thế tuyệt đối trong các sự kiện tandem 2v2, nhất là trong thời gian đầu khi gặp các team khác yếu hơn nhiều. Tuy nhiên, sẽ dễ bị áp đảo ngược một khi Sideblock đạt đến level nhất định. Mình hoàn toàn không khuyến khích các bạn sử dụng cách này. Qua những ưu nhược điểm mình đã nêu ra, chắc các bạn cũng đã có sơ sơ về cái nhìn việc cộng điểm kỹ năng cho Sideblock rồi. Ngoài những cách mình đã nêu, cũng có những bạn sử dụng chiến thuật khác nhau như là mỗi Sideblock nâng không quá 2 kỹ năng, tổng 3 Sideblock nâng vào 4 kỹ năng hoặc 5 kỹ năng, còn lại 1 đến 2 kỹ năng khác kém hơn thì sử dụng các thẻ bài thay đổi sự kiện hoặc thay đổi cầu thủ như là Tactical Foul hay là Condom Jammer cũng có tỷ lệ thắng rất là cao. Nếu bạn có chiến thuật cộng điểm nào hay thì hãy chia sẻ ở phần comment phía dưới nhé. Còn giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.